có mặt ở khu du lịch rất là đẹp của Việt Nam, đó là khu du lịch Tuần Châu. Và đây là bạn Hương, một hướng dẫn viên du lịch. Bạn ấy rất là muốn mình hướng dẫn cho bạn ấy cách sử dụng bộ móc chìa khóa trong việc là sơ cấp cứu những du khách khi mà đang trên đường đi du lịch mà bị những cái bệnh ví dụ như là đau đầu này, say xe hoặc là bị dị ứng hoặc đau bụng. Ok, thế thì chỉ với một cái bộ móc chìa khóa gọn nhẹ như thế này, các hướng dẫn viên du lịch có ở trong túi xách của mình thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động về sức khỏe của bản thân và của du khách. Trước tiên là mình sẽ hướng dẫn bệnh đầu tiên, đó là bệnh đau đầu. Các du khách sẽ rất hay bị mắc phải khi mà tham gia chuyến du lịch, đúng không ạ? Thế thì thường cái nguyên nhân mà đi du lịch mà bị đau đầu ấy là thường là có thể là do say nắng, hoặc là bị cảm lạnh, cảm gió, hoặc tụt huyết áp. Thì bây giờ đối với cái trường hợp mà bị tụt huyết áp thì chúng ta sẽ sử dụng cái dụng cụ, đó là cái cào mini này. Hương quan sát nhé. Khi mà bạn ấy bị tụt huyết áp thì mình sẽ sử dụng cái cào mini này, mình kéo từ cái này, mình kéo lên từ cái đầu lông mày, mình kéo lên như vậy. Mình kéo lên chừng 30 cái. Khi mà mình thấy cái vùng trán này nó bị đỏ lên như thế này là mình hỏi xem là khách đã thấy thoải mái, dễ chịu chưa, đúng không? Nếu mà vẫn chưa thì em tiến hành là em dùng cái đầu gai này, em lăn khắp trán thì cái cảm giác dễ chịu nó sẽ tốt hơn. Cái động tác đầu tiên là kéo lên đã, sau đó thì mình sẽ lăn. Thì cái vùng mà mình lăn ấy chủ yếu này, em nhìn từ cái đầu mắt này đi lên trán cách sang 1 cm lên này là cái phần thận. Em sẽ lăn trước hai bên trán. Đúng rồi, rồi em lăn ngang chia đôi trán ra như thế này. Mình em cảm thấy là lúc nãy em thấy đau đầu không? Giờ thấy thoải mái hơn đúng không? Chỉ với một cái dụng cụ lăn đầu gai đơn giản như này thôi, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ và giải quyết các cái bệnh liên quan đến tụt huyết áp này, chóng mặt này, đau đầu này. Đó. Nếu mà khách thấy dễ chịu rồi thì mình có thể là lăn thêm, lăn khắp mặt. Thì cái động tác lăn này nó sẽ giúp cho lấy lại năng lượng, hết đau đầu, mệt mỏi và cảm thấy sảng khoái, dễ chịu hơn để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Thế còn khi mà em lăn như thế này á, mà khách họ nói là chỉ bớt chừng 50% hoặc là 60%, nghĩa là vẫn còn khá mệt, nặng hơn. Thì em sẽ dùng cái đầu giò này, em nhấn vào các cái vị trí sau này. Đầu tiên chị nói về cái vị trí thì mình sẽ sử dụng cái bộ gọi là bộ tứ đại huyệt của điện trần. Nó là cái vùng hõm nhất của cằm, là vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai là ngay chân mũi, rãnh nhân trung. Vị trí thứ ba là giao của hai lông mày ở giữa. Và vị trí thứ tư là ở ngay lỗ tai đi ra. Và riêng cái vị trí thứ tư này thì có hai bên, nên là mình sẽ nhấn hai bên. Thế bây giờ kỹ thuật mình ấn để trong cái trường hợp mà sơ cấp cứu này thì sẽ dùng cái liệu pháp ấn nhanh. Khi em đặt vào cái vị trí đầu tiên này thì em 2 nhịp đầu thì ấn nhẹ và nhịp sau thì ấn mạnh. 1, 2, 3. Đó, ấn nhanh. 1, 2, 3. Đấy là để cấp cứu, sơ cấp cứu những cái trường hợp mà khách đau đầu, chóng mặt hoặc là kể cả say xe. Em cũng có thể sử dụng cái kỹ thuật mà chị vừa hướng dẫn. Đau đầu, chóng mặt, say xe, tóm lại là mệt mỏi, huyết áp tụt. Đấy là những cái cách xử lý chung. Và nếu mà khách mà vẫn còn chưa cảm thấy dễ chịu hoàn toàn thì em có thể nói cách là quay cái phần vùng cổ gáy này ra để mình làm thêm. Cái vùng cổ gáy này thì em có tất cả những cái dụng cụ này em đều có thể làm được. Thì đầu tiên là em dùng cái que giò này, em giò, em vạch các cái điểm đau ở vùng cổ gáy. từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới. Mình có thể quay máy quay được không? Đó, nếu mà khách thấy là ok rồi thì mình có thể dừng. Còn nếu chưa thì mình có thể dùng thêm cái lăn gai này. Lăn thêm. Thấy nào? Lăn gánh thấy không? Ok. Đấy, thế thì cái bộ móc chìa khóa này nó có gồm có 5 món. Đây gọi là lăn gai này. Cái này là để dây này. Cái này là cào mini này. Cái này là lăn đồng. Bây giờ chị nói tiếp cái trường hợp cảm nắng. Phải dùng cái lăn đồng này như thế nào. Cảm nắng ấy thì mình sẽ có thứ nhất là đưa khách vào nơi mát mẻ này, cho uống nước, có thể là nước muối với đường. Lúc ấy đừng có uống cam xanh gì nhá. Muối với đường hoặc là uống cốc nước hoa quả ép thì đấy, ví dụ như là nước dưa hấu hoặc là nước ổi ép. Thế sau đấy thì mình có thể dùng hai kỹ thuật. Một là lấy cái lăn đồng này cho vào một cái bát nước đá lạnh, mình lăn vào cái vùng giữa hai cái đầu lông mày này và cái đầu mũi này để hạ nhiệt. Còn cách nhanh hơn đó là mình dùng cái giò huyệt này, mình nhấn vào cái đầu mũi. Vẫn 3 cái, đúng rồi. Và nhấn vào cái vùng giao của hai cái đầu lông mày, ở đây gọi là huyệt 26, ở đây gọi là huyệt 143. Được chưa? 23. 23. Để hạ cái nhiệt nóng ở thịt vừa mình cảm nắng xong như vậy. Thế còn tiếp theo một cái bệnh em nói là bị dị ứng đau bụng, đúng không? Ở đây là một cái kỹ thuật mà nó khá là đau, nhưng mà trước khi em làm thì em nói là sau khi đau ấy là nó sẽ giúp cho dứt hẳn cái triệu chứng là dị ứng. Thế là nếu một cái nguyên liệu mà rất là dễ để mà các bạn xử lý cái trường hợp bị ngộ độc thức ăn ấy, đấy chính là lòng trắng trứng gà. Thì em có thể nói nhà hàng hoặc là quán ăn á, họ lấy cho mình một cái lòng trắng trứng gà. Ngay khi mà khách bị dị ứng ấy, là em cho khách uống ngay cái lòng trắng trứng gà đấy sống. Uống sống, nuốt vào bụng. Thì riêng ví dụ như là bị nặng thì cho uống từ 2 cho đến 3 cái lòng trắng trứng gà. Còn nếu mà bị nhẹ thì chỉ cần một cái thôi. Đó. Và sau khi mà khách uống rồi thì em sẽ tiến hành cái kỹ thuật gọi là vạch mặt. Vạch mặt nhá, thì em dùng cái que nhỏ này và em cầm chắc cái gáy của khách này và em nói là đau đấy, nhưng mà em làm nhanh, em vạch rất là mạnh trên cả mặt song như này, vạch hết cái trán như này, vạch được khá là mạnh, đúng không? Mình đau không? Thớ thịt này vạch ra từ trán xuống, đúng rồi. Nào bây giờ mình mở mắt ra phát biểu cảm tưởng sau khi vạch mặt nào. Đau. Đau đúng không? Rồi sau khi đau thì sao? Cảm thấy em với cảm thấy thoải mái hơn không? Mắt thấy thế nào? Không bị nóng mắt. Mặt có nóng không? Không, mặt không nóng. Rất là thoải mái đúng không? Thì đây là một cái động tác cấp cứu, kể cả khi mà bị ngất xỉu hoặc là em khách gặp một cái bệnh gì mà em không biết rõ nguyên nhân thì em có thể dùng cái kỹ thuật vạch mặt này. Cái kỹ thuật vạch mặt này thứ nhất là nó giúp ổn định huyết áp. Nên đối với những cái bệnh nhân huyết áp cao hoặc là huyết áp thấp thì em cũng có thể vạch mặt. Và đây là một cái kỹ thuật rất là căn bản của điện thần trong cái sơ cấp cứu. Đối với hướng dẫn viên du lịch thì em nên biết cái kỹ thuật vạch mặt này. Đối với khách mà chịu được đau ấy, thì em có thể vạch mạnh tay thì nó sẽ có cái kỹ thuật nó cái hiệu quả nó rõ nét. Còn nếu đối với những cái khách mà người ta không chịu được đau thì em có thể là vạch nhẹ tay hơn một chút. Đấy, chị có thể vạch với em để em cảm nhận. Đây là mạnh. Đấy, và đây là nhẹ hơn một chút. Đây là nhẹ hơn một chút này. Đúng không? Đấy là bị dị ứng đúng không? Thế rồi còn một số trường hợp như là khách ví dụ họ đi tắm biển chẳng hạn, thì thường nô đùa nhiều ấy, thì đau họng, bị viêm họng đúng không? Viêm họng thì trong điện trần của mình có cái đồng ứng là cái cổ tay. Thì em nói khách là em chuẩn bị cái lọ cao nóng. Thì em nói khách là nắm tay lại như thế này và em cho cao nóng vào hai cổ tay này, trà như thế này, mình làm cho cho ngón tay cái vào giữa, cao vào cổ tay, cho cổ tay, sau đó mình trà như thế này. Và một cái vị trí nữa mình sẽ chữa cho khách tiếp viêm họng, đấy là mình trà nóng cao vào đây, vào cái tai nhé. Đúng rồi, cả hai, đằng trước và đằng sau, hai tai luôn. Mà ngồi ở trên xe đường cao tốc mà không có đi tiểu kịp ấy, thì các bạn có thể hướng dẫn cho khách là bóp tay vào cằm, thì nó sẽ cầm tiểu sau 5 phút thôi, là không có cảm thấy buồn nữa. Nhất là đối với trẻ em đúng không, hoặc người già là người ta sẽ cần cái kỹ thuật này, các bạn hướng dẫn này giúp cầm tiểu nhé. Chưa? Rồi còn gì nữa nhỉ? Chuột rút, có bị chuột rút bao giờ không? Chuột rút thì chuột rút ấy thì một cái huyệt mà để làm giãn cơ ngay lập tức. Lúc đấy thì để xử lý nhanh thì em có thể dùng tay em bóp. Ví dụ như là có rất nhiều vùng thường thì hay bị chuột rút ở chân đúng không? Chân thì em sẽ bóp ngay cái vùng cằm đây, cái vùng vành má này, dưới mép đi ra đây, chuột rút ở chân đây, và chuột rút ở lòng bàn chân thì ở cái vùng cằm, còn chuột rút ở bắp chân thì nó ở cái vùng vành má. Còn nếu mà vẫn chưa hết thì có một cái việc để làm giãn cơ, đó chính là cái việc ở giữa chân trung. Thì lúc đấy là em có thể dùng tay em bấm ở giữa chân trung đó, hoặc là em dùng cái que giò này em bấm ở giữa chân trung, thì nó làm giãn cơ ra thì cái cơn co rút nên nó cũng sẽ biến mất. Các bạn thấy là diện trần rất là đơn giản, và nếu mà các bạn làm hướng dẫn viên du lịch cũng như là các bạn trong cuộc sống hàng ngày, nếu mà các bạn có những kỹ năng sơ cấp cứu đơn giản như vậy thì các cái chuyến đi nó sẽ tốt đẹp hơn, và các bạn sẽ có thời gian nhiều hơn để tận hưởng được cái khung cảnh tươi đẹp xung quanh, đúng không ạ? Chúc các bạn ứng dụng diện trần thành công. Xin chân thành cảm ơn chị Ngọc Anh đã chia sẻ cho bọn em những cái kinh nghiệm để có thể trợ giúp cấp cứu khách kịp thời trong chuyến đi du lịch, và giúp cho bọn em có cái kinh nghiệm cũng như là cái sự chăm sóc khách được chú đáo hơn. Chúc em thành công. Em không biết ăn cái gì luôn. Hey, rồi thôi kìa. Cái sao hôm nay nó không đi à? Vào vợ lượng này. Mẹ tớ hỏi là. Cái